xin chào tất cả các bạn đã đến mr Coin. Hôm nay thì mình lại trở lại một video cập nhật các bạn những tin tức về thị trường trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thời điểm cuối tuần này khi mà chúng ta có thêm thời gian để mà chúng ta quan sát thị trường cũng như là chúng ta vào những khoản đầu tư mới. À, thì hôm trước là cái ngày mình làm video up lên là vào tối thứ tư, nhưng mà thời gian mình làm là vào ngày tối thứ ba. Thì lúc up lên thì thị trường đã sập mất rồi, nên là những cái chia sẻ của mình thì nó không còn là đúng lúc nữa. Cái này thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn bởi vì hiện tại thì team của Mr.Coin thì vẫn chưa được nguồn lực để chúng mình có thể ra những cái video với hình ảnh, vừa đạt chất lượng cũng như là âm thanh ok, cũng như là thông tin cập nhật các bạn nhanh Cái này mình sẽ cố gắng để mình cải thiện sau Tuy nhiên thì ở rất là nhiều những video mình làm về phân tích thị trường trong một tháng trở lại thì mình luôn luôn nói các bạn là khả năng Bitcoin sẽ giảm xuống mức khoảng 27k Là hoàn toàn có thể xảy ra Nếu các bạn nào mà theo dõi video của Mr.Coin trong cái thời gian là cách đây khoảng một tháng thì mình luôn luôn cảnh báo các bạn về vấn đề này Do đó thì chậm thì cũng không hẳn là chậm Và chúng ta luôn luôn uh, quan sát thị trường và chuẩn bị ở những cái tình huống xấu nhất Ok, hôm nay thì uh, thị trường đã có sự hồi phục lại rồi Hiện tại thì Bitcoin đã hồi về cái mức là khoảng 34.000 Và ngày mình quay video là ngày thứ 6, ngày 25 cuối tuần Mình sẽ gặp các bạn những cái thông tin, tin tức liên quan tới cái việc của Bitcoin đắp trong thời gian vừa qua Cũng như là một số tin tức rất là quan trọng Đặc biệt là với các bạn đang ôm Ancoin liên quan về vấn đề của Hàn Quốc. Ok, để không mất thời gian thì mình sẽ vào vấn đề chính luôn và chia sẻ với các bạn những thông tin quan trọng này. Điều thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là những cái thông tin về những cái sàn giao dịch crypto lớn nhất của Hàn Quốc là sàn Upbit và sàn Bithum. Họ quyết định sẽ delist là hủy niêm yết của một số những cái đồng coin do gặp phải cái vấn đề về luật pháp của Hàn Quốc những cái đồng coin mà Upbit đang lên kế hoạch là chuẩn bị là sẽ đi list là bao gồm có 24 đồng coin ở đây. À, các bạn có thể cáp lại màn hình ở đây. À, nếu mà những cái đồng coin này, những cái đồng coin mà các bạn đang hâu thì có lẽ là mình nghĩ là các bạn nên cẩn thận tại vì thực sự là Hàn Quốc là một cái quốc gia mà trade crypto rất là nhiều. Và cái việc mà những đồng coin này bị hủy niêm yết ở những cái sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc thì có thể sẽ ảnh hưởng uh, tiêu cực khá là nhiều tới những cái những cái đồng coin này. Và cụ thể là trong những cái đồng coin mà Upbit và Bitham chuẩn bị delist thì có những cái đồng coin đã giảm tới 50% giá trị. Thì cái lý do mà những cái đồng coin này bị delist khỏi sàn Bitham và Upbit là bởi vì sao? Ở đây chúng ta có một bài báo thì có liệt kê một số cái lý do. Thứ nhất là những cái token mà được niêm yết ở dưới năm sàn giao dịch có nghĩa là những cái token không thực sự là được giao dịch với thanh khoản nhiều không thực sự là được nhiều người biết đến thứ hai là những cái đồng coi thuộc dạng đắc Coin đó là những cái đồng coi của các cái nền tảng blockchain cho phép chúng ta có thể uh, giấu được những cái hoạt động giao dịch ở trên nền tảng blockchain này ví dụ như là monero lý do tại sao mà giới chức trách Hàn Quốc lại muốn tấn công những đồng coi này bởi vì những đồng coi này là một công cụ rất dễ dàng cho những cái tội phạm rửa tiền thứ ba là những cái đồng coi được phát hành bởi chính sàn giao dịch và thứ tư là những cái đồng coi mà cái dự án của nó không còn được đội dự án phát triển nữa Cụ thể của sự việc là vào ngày 4 tháng 6 vừa qua Đơn vị thông tin tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc Đã có một cuộc họp với cả lãnh đạo của những cái sàn giao dịch crypto thuộc nội địa Hàn Quốc Trong cái cuộc họp này thì những cái quan chức thuộc cái đơn vị thông tin tài chính này Họ đã ra những cái khuyến nghị và yêu cầu là những cái sàn giao dịch crypto này Họ nên tuân theo những khuyến nghị này trước khi họ chính thức họ đăng ký với cả cái ủy ban quản lý tài chính của Hàn Quốc tại vì điều chí này thì Hàn Quốc quyết định là sẽ cho phép những cái sàn giao dịch đăng ký hoạt động chính thức đối với ủy ban và những cái guideline những cái hướng dẫn này thì được những cái sàn giao dịch crypto họ coi như là những luật chưa thành văn giống như là để mà những cái sàn giao dịch này có thể được chấp thuận hoạt động chính thức ở Hàn Quốc thì bắt buộc là những sàn giao dịch này họ sẽ phải tuân theo những cái guideline ngay từ thời điểm hiện tại thì đó là lý do vì sao mà những sàn giao dịch này họ đang trong quá trình là họ delist uh, họ giảm bớt cái số lượng coi được niêm yết ở trên những sàn của họ và theo thống kê vào ngày 21 tháng 6 vừa qua số lượng những cái đồng coi giao dịch ở trên sàn Upbit là 178 đồng coi, Bitum là 178, Coi One là 180 thì số lượng này khá là lớn so với cả những cái đối thủ nhỏ hơn ở Hàn Quốc. và uh, ví dụ như là cobit thì chỉ có ít hơn là 40 đồng coi, à, Coinbase hiện tại thì cũng chỉ có 100 đồng coin Cái việc mà những sàn giao dịch crypto ở Hàn Quốc hay là bất cứ sàn giao dịch crypto nào họ cạnh tranh với nhau để họ có nhiều đồng coin ở trên giao dịch của họ càng nhiều càng tốt thì đó là một việc rất là bình thường à, Tại vì nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thì thường là tập trung vào những cái đồng an coin vì chúng ta nghĩ là đồng an coin có nhiều tiềm năng tăng tăng trưởng hơn và thứ hai là đối với những giao dịch thì khi mà có nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ họ lên để họ trade coin họ tìm những đồng an coin tiềm năng thì sẽ làm tăng cái khối lượng giao dịch trên sàn hơn và giúp sàn có thể thu được nhiều phí giao dịch hơn. hơn. À, tuy nhiên, theo cái con mắt khách quan của những cái quan chức thuộc ủy ban quản lý tài chính của Hàn Quốc, thì cái việc này có thể là ảnh hưởng tới cái quyền lợi của những nhà đầu tư khi mà một số đồng an coi nó không có cái sự nền tảng uh, cơ bản là ok. À, ví dụ những đồng coi là không còn được đội phát triển quan tâm xây dựng cái nền tảng sau đó nữa, hoặc là những đồng coi mà rất là dễ để mà bơm thổi những đồng coi sàn hoặc những đồng coi liên quan tới công nghệ có thể uh, giúp chúng ta rửa tiền hả? thì đó là những cái đồng coi và giới chức Hàn Quốc không muốn những sàn giao dịch này list lên sàn của mình và một lần nữa đối với những ai mà đang sở hữu những cái đồng coin trong danh sách thì mình nghĩ là chúng ta nên cẩn thận chúng ta nên tiếp tục quan sát cái diễn biến giá của những đồng coin này và có thể là nếu mà được thì chúng ta nên thoát những đồng coin này thì nó sẽ bớt rủi ro cho chúng ta hơn quay trở lại về diễn biến giá của bitcoin thì vào cái thời điểm mà mình làm video thì ngay sau đó khoảng 2 tiếng thì giá của bitcoin đã giảm rất là nhiều cái lúc đặt đáy thì Bitcoin đã quay trở về cái khu vực là 28.800 thì đây là cái ngưỡng hỗ trợ mà Bitcoin đã lập được từ cái thời điểm ở tháng 1 vừa qua. Các bạn thấy đây, cái mức giá này 28.800 thì đúng bằng cái mức giá mà Bitcoin đã lập được hồi tháng 1 vừa qua thì đây là một cái vùng hỗ trợ rất là rõ ràng. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn chưa test lại cái khu vực quan trọng ở mức Fibonacci 0.618 là mức giá 27.000 và mình nghĩ là hoàn toàn có khả năng là Bitcoin có thể tiếp tục giảm đứt cái ngưỡng 28.800 này và có thể quay trở về mức 27.000. Đây là một lần nữa mà mình chia sẻ cái cảnh báo này cho các bạn để các bạn có những kế hoạch cho khoản đầu tư của các bạn. Quay trở về với trang một giờ, chúng ta thấy là sau khi mà Bitcoin giảm vào ngày thứ ba vừa qua thì giá đã tăng lên, đỉnh của nó đạt được là mức giá khoảng 35.400. Tuy nhiên hiện tại thì Bitcoin đang có cái xu hướng giảm nhất định. Mình thì mình nghĩ là nếu mà Bitcoin có thể break hoàn toàn khỏi khu vực là 34.800 tới 35.500 này thì có khả năng là Bitcoin sẽ lên được 36.500. Và tuy nhiên, nếu Bitcoin break khỏi 30.900, 31.000 và giảm xuống nữa thì khả năng cao là Bitcoin sẽ không chỉ dừng lại ở 28.800 mà có thể Bitcoin sẽ về khu vực 25 đến 27.000. Thì đó là những cái tình huống và chúng ta luôn luôn phải quan sát cái diễn biến giá của Bitcoin khi mà Bitcoin đạt tới hoặc là vượt qua những cái mức Key Level như thế nào ta có thể có cái phản đoán về diễn biến giá ở trong cái thời điểm tiếp theo à, Về tin tức thì khi mà Bitcoin giảm tới cái mức giá rất là sâu ở dưới khu vực 30.000 thì chúng ta có một cái tin tức um, khá là tốt về mặt cơ bản đó là quỹ ARK Invest đã uh, mua 1 triệu cổ phần của Grayscale Bitcoin Trust với trị giá là 29 triệu USD để mà bắt đáy cái thời điểm mà Bitcoin giảm xuống dưới 30.000 đô. Như mình đã chia sẻ trong một cái video trước đây thì Grayscale Bitcoin Trust là một cái quỹ cho phép những nhà đầu tư tổ chức lớn ở Mỹ có thể thông qua quỹ này và đầu tư vào Bitcoin. Cái lý do mà tại sao rất là nhiều nhà đầu tư lớn họ phải thông qua Grayscale Bitcoin Trust đó là bởi vì vấn đề về khai báo về thuế này, vấn đề về khai báo để mà tuân thủ với luật pháp của Mỹ này, tuân thủ theo những quy định của SEC là ủy ban chứng khoán của Mỹ thì uh, những cái vấn đề này đó đó đã, đã ngăn cản uh, những cái quỹ đầu tư lớn, những nhà đầu tư tổ chức họ đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Mà thường những nhà đầu tư tổ chức này họ sẽ thông qua một đơn vị trung gian là Grayscale Bitcoin Trust. Khi mà đầu tư vào Grayscale thì sẽ thuận tiện hơn về khai báo thuế cũng như là thuận tiện hơn để mà khai báo cho những cái đơn vị như là SEC về cái khoản đầu tư của mình. Thì Ark Invest là cái công ty đầu tư được lãnh đạo bởi Cathie Wood là một nhân vật, một người phụ nữ rất là nổi tiếng trong cộng đồng đầu tư crypto, trong cộng đồng tin vào Bitcoin. ở uh, Cathie Wood thì gần đây liên tục có những cái động thái ủng hộ ở uh, Bitcoin và không chỉ uh, có cái lời nói ủng hộ mà Cathie Wood thực sự đã liên tục đầu tư vào Bitcoin rất là nhiều. Khi mà Bitcoin giảm xuống 30.000 thì Cathie Wood lập tức là mua thêm cổ phần ở Grayscale Bitcoin Trust chi ra 29 triệu USD để mà có thể tăng cái exposure, tăng cái vị thế của mình đối với cả Bitcoin thì cái việc đầu tư ngày thứ hôm thứ ba vừa qua thì đã tăng tổng lượng holding tổng vị thế của Ark Invest trong cái mảng đầu tư Bitcoin lên là 8,6 triệu GBTC tương đương với 3,99% cái nguồn vốn của Ark Invest ở đây chúng ta có thấy được là cái danh mục đầu tư của Ark Invest đứng đầu tiên là Tesla với cái tổng mức đầu tư là 10,03% à, Đường thứ hai là Shopify Đường thứ ba là Twitter chúng ta có Teladoc, Health, Roku Square và Grayscale Bitcoin Trust ở đây là đứng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, Grayscale Bitcoin Trust là đứng thứ 7 trong số 10 khoản đầu tư lớn nhất của ARK Invest đủ để thấy cái niềm tin của ARK Invest vào tương lai của Bitcoin là nhiều như thế nào thì đây là một cái tin tức khá là tốt cho thấy là những nhà đầu tư tổ chức lớn họ vẫn tin cái tầm nhìn dài hạn là Bitcoin sẽ tăng trưởng rất là nhiều và cụ thể là Cathie Wood thì luôn luôn khẳng định Bitcoin sẽ tăng lên mức là 500.000 đô À, trong dài hạn và tin tức thứ hai chúng ta có ở đây ủng hộ cho crypto ủng hộ cho bitcoin là tin mà Citibank một ngân hàng mega bank rất là lớn ở Mỹ cũng như là trên thế giới đã quyết định là lập một cái đơn vị quản lý tài sản điện tử trực thuộc bộ phận quản lý tài sản của mình à, như các bạn biết là những cái bộ phận quản lý tài sản trong những ngân hàng lớn như là Citibank thì chuyên phục vụ cho những cái cá nhân và những cái tổ chức giàu có À, sẽ giúp cho những cái tổ chức những cái cá nhân giàu có này quản lý tài sản của họ một cách hiệu quả hơn. Thứ nhất là bảo vệ tài sản của họ và thứ hai là để gia tăng tài sản của họ theo thời gian. À, thì cái việc mà Citibank cho ra đời cái đơn vị quản lý tài sản điện tử này cho thấy là cái sự quan tâm của những cái nhà giàu ở trên thế giới, những cái khách hàng của Citibank đối với crypto, đối với bitcoin là càng ngày nó càng gia tăng. Và về danh mục đầu tư. Thì cái tầm nhìn của cái đơn vị đầu tư này của Citibank sẽ đầu tư vào cryptocurrency, vào non-fungible token, NFT, vào stablecoin cũng như là kể cả vào central bank digital currency và những cái đồng tiền điện tử do những cái ngân hàng nhà nước, những cái tổ chức ngân hàng trung ương trên thế giới phát hành ra theo cái trend CBDC. Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ làm một video chia sẻ thêm với các bạn về CBDC. À, CBDC hiện nay đã được spearhead, đã được phát triển tiên phong bởi Trung Quốc và sắp tới là rất nhiều quốc gia cũng đang nghiên cứu để triển khai những đồng tiền điện tử CBDC của riêng mình. À, gần đây chúng ta đã có Goldman Sachs đã có JP Morgan cung cấp những cái dịch vụ về crypto, như là Goldman Sachs đã có kế hoạch là mở lại cái desk giao dịch về crypto của mình. JP Morgan thì cũng đã có kế hoạch để mà cung cấp cái giải pháp đầu tư về crypto cho những nhà đầu tư lớn của mình. Thì đều là những cái tin tức tốt cho thấy cái sự công nhận cũng như là sự tin tưởng của những cái nhà đầu tư tổ chức đối với cả Bitcoin và crypto trong dài hạn. Và tin tức thứ ba chúng ta có ở đây là thông tin về quỹ đầu tư Anderson Horowitz đã huy động được 2,2 tỷ USD để mà thành lập cái quỹ uh, Crypto Venture Fund của mình, quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư vào crypto. Thì đây là quỹ đầu tư uh, mạo hiểm thứ ba mà Anderson Horowitz lập ra. Và vào thời điểm tháng 4 năm ngoái, Anderson Horowitz cũng lập ra thêm một cái quỹ Venture Fund nữa. Nhưng mà quỹ này thì chỉ có huy động được là 515 triệu USD mà thôi. Hiện tại thì cái quỹ thứ ba này huy động được tới là 2,2 tỷ USD cho thấy là càng về sau thì sự quan tâm của những nhà đầu tư lớn họ ngày càng họ quan tâm vào crypto thì Anderson Horowitz mới có thể huy động được một số vốn là gấp 4 lần cái số vốn mà Anderson Horowitz đã huy động được cách đây một năm Để mà chia sẻ về chiến lược của cái quỹ đầu tư này thì Anderson Horowitz có phát biểu rằng quỹ đầu tư này sẽ cho phép họ đầu tư vào thế hệ của những cái nhà founder mới có tầm nhìn cách mạng ở trong lĩnh vực crypto cũng như là cho các họ đầu tư vào những cái mảng mới thú vị hơn và nhiều tiềm năng hơn ở trong cryptocurrency và họ sẵn sàng đầu tư vào những cái startup về crypto ở mọi giai đoạn kể từ những cái giai đoạn early seed stage cho tới những cái giai đoạn về sau khi mà network mạng lưới đã phát triển rồi thì ba tin tức này đều là những cái tín hiệu rất là tốt cho thấy niềm tin dài hạn của những cái nhà đầu tư tổ chức những nhà đầu tư lớn vào sự phát triển của bitcoin và crypto Mặc dù vậy, chúng ta vẫn luôn luôn phải cẩn thận với hai cái vấn đề sau. Thứ nhất là những cái biến động ngắn hạn ở trên thị trường. Thị trường crypto thì thực sự là biến động rất là nhiều so với cả những thị trường khác. thì chúng ta cần phải cẩn thận khi chúng ta sử dụng những cái công cụ liên quan đến đòn bẩy tài chính. ví dụ như là đánh future chẳng hạn. thì chúng ta luôn luôn phải có cái phương pháp quản lý vốn, phương pháp đặt stop loss thật cẩn thận. tại vì không biết là khi nào mà thị trường sẽ có những cái biến động bất ngờ ảnh hưởng tới vị thế của chúng ta. Và thứ hai đó là việc chúng ta đầu tư vào Ancoin. Cái việc mà những cái sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc họ delist, họ hủy niêm yết của rất là nhiều cái đồng Ancoin thì đó là một bài học cho chúng ta để chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi mà chúng ta đầu tư vào Ancoin. Có lẽ là chúng ta phải bắt đầu học cách phân tích cơ bản, đánh giá xem là thực sự đây là đồng Ancoin có giá trị phát triển hay chỉ là một đồng Ancoin mà dự án nghĩ ra chỉ để bán coi chỉ để pump and dump. Vì mình nghĩ là càng về sau khi mà việc đầu tư cryptocurrency càng trở nên nghiêm túc và càng chịu sự quản lý chặt của những cái chính phủ cũng như là cơ quan ban ngành đoàn thể khác nhau của các quốc gia thì những cái đồng coi mà scam, những cái đồng coi mà pump and dump thì sẽ càng mất dần cái chỗ đứng của mình ở trên thị trường và chúng ta sẽ cần phải cẩn thận hơn trong cái việc đầu tư đồng coi của mình. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn vào ngày cuối tuần hôm nay. À, rất là mong các bạn có một ngày cuối tuần à, nghỉ ngơi, thư giãn cùng người thân và gia đình và có những quyết định đầu tư thật là sáng suốt à, đối với cả thị trường Cryptocurrency. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.